sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì cù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy nha, ăn cứt thì nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi, nói thì nó sẽ nhanh cho nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng, mình phải tôn trọng người khác trước.